Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, Đà Nẵng, Hội An. Hôm nay mình đã hoàn thành 3 ngày cách ly, bây giờ chuẩn bị bay về thành phố Hồ Chí Minh. Là mình rất là cảm ơn anh chị các bạn có những cái lời mời và những cái lời động viên rất là cảm động, là mình cảm thấy rất là vui. Rất tiếc là lời mình đi về Việt Nam vì công việc của mình, chứ mình không phải là người đi Việt Nam đi du lịch hay là đi cưỡi ngựa xem hoa giống như nên thời gian của mình cũng rất là chật vật, thành ra anh chị các bạn thông cảm. Những lời mời của anh chị các bạn rất là quý báu, nhưng tiếc là lời mình không có đủ cái thời gian, công việc cũng còn nhiều, nhất là cuối năm phải lo công việc xong rồi mình mới đi chơi được, thành ra anh chị các bạn thông cảm. Thì nói chung lại mình lên trên đây cũng mong muốn góp tiếng nói của mình để thức tỉnh những người mà họ mê muội cái xứ mà tư bản mà họ không hiểu, và họ cứ nhìn những cái nan đề của đất nước và họ bất mãn và họ họ xuyên tạc. Dạ, chú đi và con đây chút. Thì họ xuyên tạc đất nước. Thì các bạn thấy có cái ông chú này, ông 85 tuổi rồi. Ông cũng ở bên Mỹ, ông về chuyến này là ông về luôn. Hôm kia mình có ngồi nói chuyện, mình có like đó. Mình cũng tội lắm. Ông đi đâu, mình đi đâu thì ông đi theo. Tại vì người lớn tuổi họ không gành á, rồi không ai giúp nãy kia, họ cũng rất là dễ thương. Ông đi là mình bút vé, mình làm gì là ông cứ là chú đi theo con, mà giờ giấc chuyến bay đủ vậy. Nói chung thì quê hương mình cần phải biết trân trọng anh chị các bạn. Xã hội ngày hôm nay, đất nước ngày hôm nay không có quốc gia nào mà các bạn nó hoàn hảo cả. Nó đất nước nào nó cũng có những cái nan đề, những cái tiêu cực, nhưng mà cái nan đề và những cái tiêu cực của nó ở những cái mức nào mà người ta có thể kiềm chế được thôi. Trong cái tình hình mà toàn cầu hóa, Việt Nam mình là một cái thành viên của cộng đồng quốc tế, mình đang hội nhập với thế giới, cho nên mình cần phải mở rộng cái tư duy của mình để mình hiểu biết, chứ không phải mình nhìn một số những cái nan đề của đất nước rồi bất mãn rồi xuyên tạc rồi chửi bới. Cái đó, điều đó tôi thấy là nó không chấp nhận, đối với tôi không chấp nhận được. Đây. Những người nào họ có điều kiện, họ đi ra nước ngoài, họ làm ăn, họ sinh sống thì mình chúc mừng cho họ, nhưng mà không phải vì những điều đó mình quay ra rồi bất mãn rồi xuyên tạc Việt Nam, chống phá. Thay vì mình cần phải xây dựng cái đất nước, cái xã hội nó ngày càng tốt đẹp hơn, chứ không phải vì những cái chủ nghĩa vật chất rồi lên trên này rồi cùng bọn tư bản, chẳng biết về tư bản là gì cả, chẳng biết nước Mỹ và gì cả, rồi ngồi đó rồi than thở khóc lóc chẳng làm được gì. Rồi các bạn thấy những cái người mà cứ lên mạng ở bên này thì trong núi bên kia, cả đời những người đó không lớn nói thành người, không bao giờ mà thành công cuộc con đường sự nghiệp của họ. Họ sống như những cái cây chùm gởi, sang xứ người thì chỉ biết làm lao nô, ở quê nhà thì cuộc sống không tiến thân được. Các bạn thấy ngồi đó trông ngắm bao xứ người ta cứ mơ tưởng và bất mãn, rồi lên mạng rồi cứ chống phá bởi mấy cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở ngoài. Tôi rất là khinh bỉ tôi nó mấy chục năm nay rồi, tôi chửi tôi nó tối ngày sáu điều. Tôi nói với anh chị các bạn một điều, tôi ghét tụi nó dã man luôn. Tôi ghét cái bọn chống cộng cực đoan, cái đám quy nô chống cộng cực đoan ô hợp của chế độ cũ, mấy thành phần dân chủ cũ trong nước, mấy cái đám mà cuồng Mỹ, cuồng tư bản,
nó không hiểu các bạn ơi. Nó không hiểu. Ơi già. Rồi hả? Ok, chú Vàng ơi. Chú Vàng ơi đi. Thôi mình xin. Thôi mình xin chào anh chị các bạn nha. Giờ mình phải đi ra phi trường bay về thành phố Hồ Chí Minh. Bye 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 anh chị các bạn. Cảm ơn nha. À. Rồi rồi. Trời, cảm ơn nha.